hoặc mấy cái ớt ở đây cực kỳ mắc, 5 đô rưỡi, 5 đô rưỡi mà con nhúng. Có bán cơm chế trà bông nữa nè, kì, bán nón lá Việt Nam, mua nón lá độ nha, mua nón lá nha. Hôm nay nhà mình đi chợ 73 đô, mua được những gì nè. Gạo là 19 đô nè, các bạn cứ nhân lên cho 18 nha. Hôm nay nhà hết gạo rồi, phải đi mua gạo rồi ông bà cô chú ơi. Phương thì đang giảm cân, Phương không có ăn gạo, nhưng mà anh Dylan thì ăn gạo. Với mua gạo nếp nữa, gạo nếp nấu xôi nữa. The panda one, we normally eat the panda one. Yeah. Or the panda or the rose. That's really big. That's big. Yeah. How much is it? The panda? 19. 19 and panda. Panda is fine. Bye bye yo. Okay, here we go. Rồi coi phía trên có sticky rice không? They will. Maybe not here, but they'll have it. I think should be on here. Jasmine rice, long grain. Có bán dừa thanh long của Việt Nam nữa mọi người. Rồi bây giờ đi qua đây mua chả, với lại mua lạp xưởng. Nè, bán chả Việt Nam quá trời luôn nè mọi người. Tụi mình sẽ mua chả để làm chè. Chả này đi nha, chả này mình hay ăn là chả quê hương. Wow, chả hôm nay lên giá rồi. Mỗi lần có 5 đô, hôm nay tới 7 đô rưỡi lận. Hi, chào cả nhà. Các bạn có thể liên lạc với mình qua Facebook Sophie Minh Phương Phạm để có thể được Phương tư vấn miễn phí du học Canada kết hợp định cư nha. Thì không biết sao mà cứ trời lạnh thì gia đình mình rất thèm ăn xôi mặn và chè Việt Nam. Nên hôm nay tụi mình sẽ đi chợ châu Á kế bên nhà của mình để mua gạo nếp nè, rồi mua lạp xưởng nè, mua chả, mua nước tương và làm xôi mặn ông bà cô chú ơi. Một bịch lạp xưởng như vậy thì người ta bán là 8 đô thì các bạn cứ nhân lên cho 20 cho chẵn, mặc dù là Canada là 18. Trước đây thì lạp xưởng rất là rẻ, chỉ tầm khoảng 5 đô thôi. Mà dạo này mùa dịch chắc là người ta nhập khẩu vào Canada đó, nên là cái tiền lạp xưởng nè, rồi tiền đồ ăn ở Canada cũng cao hơn một chút so với cách đây 2-3 năm trước mọi người. Rồi bây giờ mình qua khu vực này là khu vực bán các đồ ăn vặt của châu Á, như là bánh phồng tôm Indonesia nè, rồi bánh que Thái Lan nè, bánh bắp của Philippines nè. Hôm nay thì tụi mình muốn mua vài bịch bánh que Thái Lan. Cái loại bánh này thì ăn nó mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt. Cứ mỗi buổi tối mà tụi mình xem tivi, khi mà em Ryan đi ngủ á, thì tụi mình ngồi nhâm nhi ha, vừa ăn đậu phộng, vừa ăn bánh, ăn vặt, rồi vừa xem tivi để xả stress sau một ngày đó mọi người. Rồi bây giờ thì tụi mình qua khu vực này để mua những cái nguyên liệu để làm chè nè. Tụi mình sẽ mua phẩm màu nè, mua cái phẩm màu lá dứa, cái hương vị lá dứa nè, để làm rau câu lá dứa nè. Ngoài ra ở đây thì người ta còn bán mấy cái bột bán nè mọi người, bột bán trân châu nè, mua về làm chè ăn. Nói thật ra thì tụi mình mua cái bịch bột bán nhưng mà cho đến giờ tụi mình để quên luôn. Để ở bên trong cái tủ nhà bếp cho đến giờ thì Phương vẫn chưa nấu cái bịch bột bán này nữa. Nhiều khi đi chợ thấy thì mua lặt vặt như vậy nhưng về lại quên không nấu mọi người. It looks like it might be. Yeah, just to take one. Yeah, do you want the big one? Do you want big or small? That's one look. Mì omachi nè mọi người. Rồi tất cả các loại mì, bún, phở, bánh tráng Việt Nam, bánh hỏi. À, anh Dylan đây rồi, tìm ra được Daddy rồi.
khu vực này để xem anh Dylan đang mua gì. À, khu vực này thì bán xương sa nè, xương sáo nè, chè khúc bạch, la hán quả, còn có bột rau má nè mọi người. Thì người ta bán ở trong những gói sẵn như thế này ha. Nó là bột đó, thì về nhà các bạn chỉ cần quậy ra với nước sôi thôi là ăn y chang như cái vị ở Việt Nam luôn. Ở đây cũng rất là lạ là cái bột xương sa của Việt Nam mình ăn nó đặc hơn là cái bột xương sa của Canada. Nên là Phương thích ăn rau câu của Việt Nam hơn là rau câu của Canada đó mọi người. Ngoài ra thì ở đây người ta còn bán những cái giống như là chè khúc bạch nè, rồi nước dừa mà người ta cũng làm bằng bột luôn đó. Rồi Phương đang tìm mua cái bột ca cao nóng ha, bởi vì mùa đông Phương rất thích uống ca cao nóng mọi người. Rồi bán xương sáo, xương sa, bột rau câu, thạch chân châu nè mọi người. Phương đang tìm để Phương mua cái Phương mua về Phương làm chè, Phương đang thèm chè. Các loại mật ong ha. Cho mọi người xem một vòng ha. Đu đủ nè, 4 đô nửa ký nha mọi người. Dưa thì rất là rẻ bởi vì dưa có ở Việt Nam, có ở Canada. Bưởi này thì bán 5 đô một trái. À, các loại rau nha. Các loại bí này nha, có bí có sẵn luôn. Có cái gì chuối bào. Còn qua đây thì các loại rau Canada rồi ha mọi người. Có đậu bắp nha. Mấy cái ớt ở đây cực kỳ mắc. 5 đô rưỡi. 5 đô rưỡi mà con nhúm. Ngò. Ngò là 2 đô, 3 đô 2 bó nha mọi người. 3 đô là 54.000 2 bó ngò nha cả nhà. Đó. Còn táo này nó thì cực kỳ rẻ luôn. Táo bởi vì trồng được ở Canada mà nên cực kỳ rẻ ha. 2 đô nửa ký, quá rẻ. Nên mọi người sẽ xếp hàng để tính tiền cách nhau 2 mét nè mọi người. À, có bán cơm cháy trà bông nữa nè. Cơm cháy trà bông là 2 đô 69. Kìa, bán nón lá Việt Nam, mua nón lá độ nha. Mua nón lá nha. Đi chơi vui không? À, tính tiền xong đi về nha. Almost done. Thì cho mọi người xem ha, cái siêu thị này tên là Beaches ha. Thì rất là gần nhà mình luôn, băng qua đường ha. Nhà mình băng qua đường là sẽ có một cái siêu thị Tây và một cái siêu thị châu Á như thế này. Bây giờ cho mọi người xem sơ sơ giá nha. Hôm nay nhà mình đi chợ 73 đô, mua được những gì nè. Gạo là 19 đô nè, các bạn cứ nhân lên cho 18 nha. 18 ngàn là ra tiền Việt, hoặc là nhân 20 ngàn cũng được cho nó chẳng. Rồi đậu đỏ một hũ là 2 đô 59 nha mọi người. Nếp hồi nãy cái bịch nếp nhỏ xíu mà 6 đô nè. Rồi tapioca là cái bột bán 2 đô. Xương sáo bán 2 đô. Rồi cái đậu phộng ăn vặt là 2 đô 78 nè ha. Rồi cái bịch bánh Thái Lan mà ăn vặt là 2 đô một bịch. Rồi cái pandan là cái lá dứa, cái mùi lá dứa, cái chai mình mùi lá dứa là 2 đô. Còn hành nè các bạn, hành để mình về mình làm hành mỡ là 1 đô. Lạp xưởng hồi nãy là các bạn thấy là 6 đô nha các bạn, 6 đô một cái lạp xưởng. Chả là 7 đô 6 một cái ha, hai cây chả là 15 đô. Và cái chị cashier tên là Lan ha,
Thì các bạn thấy chỗ này nè, khu vực này là rất nhiều người Việt mà gốc Hoa sinh sống luôn. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi về nhà. Thì cái tòa nhà mình ở thì ngay khúc này nè các bạn, băng qua đường là tới siêu thị thôi. Nhưng mà tụi mình vẫn chạy xe bởi vì hôm nay trời hơi lạnh, với lại tụi mình đi mua gạo với mua nếp á. Thì đi bộ thì nó cũng hơi nặng nên thôi lái xe luôn cho nó tiện á mọi người. Rồi còn phía trước nhà mình thì có rất nhiều nhà hàng luôn mọi người ha. Xung quanh có rất nhiều nhà hàng Bồ Đào Nha. Bởi vì khu vực này có nhiều người Bồ Đào Nha sống nè, có Burger King nè, rồi có Swiss Chalet, rồi có Subway nè, rồi có đồ ăn tàu. Bên kia thì có nhà hàng Việt Nam mọi người. Bên đây là siêu thị Metro nha. Có nhà hàng Việt Nam tụi mình hay ăn luôn, rất là tiện. Chỉ băng qua đường là tới thôi. Bây giờ thì wow, hôm nay thì thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông rồi mọi người ơi. Bắt đầu cuối thu rồi ha, lá rụng gần hết rồi nè. Bây giờ thì hôm nay trời Toronto là khoảng 2-3 độ nên là lạnh lắm, nên là hai mẹ con mình không có đi đâu chơi được hết. Thì chỉ cho em Brand đi vòng vòng, đi vòng vòng trong ban công ở nhà như thế này thôi. Rất là tội nghiệp em ấy ha. Mùa đông thì lạnh, chỉ ở nhà suốt thôi. Ôi ôi ôi, té, coi chừng té. Brand mặc cái đồ đầy nặng quá. Thôi con đừng cởi nón ra, con đừng cởi ra. Con phải đội nón vô nó mới ấm đầu. Đội nón vô nó mới ấm đầu. Để hơi được cởi ra cho. Nhưng mà phải đổi cái nón kia lên. Rồi cái tấm thảm cỏ của nhà Phương ha, Phương cũng gỡ ra rồi. Bởi vì mùa đông có tuyết rơi á thì nó sẽ hư cái thảm hết mọi người. Còn cái thảm gỗ này thì giữ lại nè. Cây rụng lá hết rồi đó con. Con thấy chưa? Mùa đông là cây rụng lá hết rồi. Con thấy chưa?